Ở trên sân khấu này là bạn Trang Thư thì đi thi đồ rê mí, còn đây là em Nguyên Khang. Nếu mà chúng ta xem TV nhiều, chúng ta thấy em xuất hiện rất là nhiều trong các quảng cáo. À, em có thể kể cho các bạn đang nghe mình đóng quảng cáo gì không? À, con kể thử đi. Hai ba cô nè, Sơn Nhất Bông nè, Sơn Nhất Bông, cô gái Hà Lan nè, rồi con đóng phim Đối Đầu nè, quảng cáo sữa Family nè. Nhiều quá vậy. Sơn Nhất Bông là gì? Khoe cái mông á đúng không? Phải không? Phải không? À đúng rồi, rất là dễ thương. Một lần nữa chúng ta hãy dành vài vỗ tay cho bạn Trang Thư và bé Nguyên Khang ạ. Quay lại. Em dễ thương như thế. Cảm ơn Trang Thư và Nguyên Khang rất nhiều.